Ba. Xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Quỳnh Hương. Còn em là Vũ Quang Hà. Chúng em là sinh viên đến từ tổ 33 lớp Y3 Y học xét nghiệm trường Đại học Y Hà Nội. Sau đây là bài dự thi tìm hiểu về virus SARS-CoV-2. Bọn em sẽ tìm hiểu về nguồn gốc, cấu trúc, chu kỳ và phương thức lây truyền của virus. Thưa quý vị và các bạn, khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019, với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc, bắt nguồn từ một nhóm người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân, có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam. Các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu và phân lập được một chủng coronavirus mới gọi là SARS-CoV-2. Bệnh đã lây lan nhanh chóng và phát triển thành đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu với số ca ghi nhận nhiễm là gần 94 triệu người và số ca tử vong lên đến hơn 2 triệu người. Tỷ lệ tử vong xấp xỉ 2,2% tính đến ngày 19 tháng 1 2021. Vậy SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ đâu và tại sao nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến như vậy? Thưa quý vị, dựa vào các nghiên cứu phân tích trình tự gen của chủng virus mới này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự tương đồng rất cao giữa SARS-CoV-2 và các chủng coronavirus có trong nguồn gốc từ động vật hoang dã, cụ thể là dơi và tê tê. Chính vì vậy, họ cho rằng có thể SARS-CoV-2 là kết quả của quá trình biến đổi chủng coronavirus có trong động vật hoang dã, từ đó lây nhiễm sang con người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thực sự biết được loài nào mới là ổ chứa tự nhiên của SARS-CoV-2, cũng như chưa có bằng chứng xác thực về sự lây truyền trực tiếp virus từ dơi hoặc tê tê sang người. Về phân loại của virus SARS-CoV-2 thì nó theo Tổ chức Quốc tế về phân loại virus thì SARS-CoV-2 thuộc họ Coronaviridae và chi Beta Coronavirus. Trong chi này thì ta sẽ thấy có 3 virus gây các vụ dịch gần đây, đó là SARS-CoV vào năm 2002 gây ra dịch SARS, MERS-CoV vào năm 2012 gây ra hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông, và cuối cùng là SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Về cấu trúc virus thì đây là hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của virus SARS-CoV-2. Nó có hình khối cầu và kích thước dao động trong khoảng 100 nanomet, và nó trên bề mặt có những chiếc gai trông như những chiếc gai của vùng miệng, và vì vậy nó có tên gọi mới có tên gọi là corona, và corona trong tiếng Latin nghĩa là vùng miệng. Vậy đi vào về cấu trúc của nó thì nó sẽ bao gồm hai phần là phần vỏ, phần lõi. Phần vỏ của nó là lớp lipoprotein, nó sẽ bao gồm một lớp lipid cap và các protein trên bề mặt, bao gồm protein S, nó tham gia quá trình xâm nhập vào tế bào chủ. Protein M, nó sẽ tham gia cấu tạo của vỏ cũng như là hỗ trợ virus giải phóng ra khỏi tế bào chủ. Protein E thì là protein nhỏ nhất và cũng như là chưa có nhiều hiểu biết về chức năng của nó. Về phần lõi thì nó sẽ bao gồm hai thành phần, đó là vật chất di chuyển virus, đó chính là một sợi RNA đơn và sợi dương, nghĩa là nó sẽ có chức năng như một RNA thông tin, và cùng với đó là một protein N, nó sẽ liên kết với RNA của virus để tạo ra cấu trúc gọi là nucleocapsid. Nó sẽ tham gia vào quá trình nhân lên của virus cũng như là gây ra các phản ứng của tế bào chủ đối với virus. Tiếp theo là cơ chế nhân lên của SARS-CoV-2. Khi xâm nhập vào vật chủ, protein S gắn vào thụ thể của nó trên bề mặt màng tế bào chủ, sử dụng men chuyển angiotensin 2 làm thụ thể. Thụ thể ACE chiếm tỷ lệ cao trong các tế bào biểu mô đường hô hấp. Sau khi gắn kết được với các thụ thể, sẽ xảy ra quá trình dung hợp virus vào tế bào chủ, giúp virus đi vào bên trong tế bào. Bước tiếp theo, khi xâm nhập tế bào, virus sẽ giải phóng vật chất di truyền của nó và bắt đầu tổng hợp ra các thành phần cấu trúc và phi cấu trúc để đảm bảo các hoạt động nhân lên của virus. Tiếp đó, quá trình lắp ráp và hoàn thiện, virus sử dụng lưới nội chất và bộ máy Golgi của tế bào chủ để hoàn thiện các sản phẩm vừa tổng hợp và tạo thành hạt virion trưởng thành. Sau khi lắp ráp xong, virion được vận chuyển đến bề mặt tế bào trong các túi được giải phóng bởi cơ chế xuất bào và tiếp tục chu trình lây nhiễm mới. Về phương thức lây truyền thì theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các bằng chứng hiện tại cho thấy là sự lây truyền của SARS-CoV-2 là giữa người và người thì qua tiếp xúc trực tiếp giữa người bị nhiễm bệnh hoặc và qua các chất tiết như là nước bọt hoặc là dịch tiết hô hấp, cũng như là hoặc là gián tiếp qua các tiếp xúc với các bề mặt có sự hiện diện của virus, sau đó chạm vào các bộ phận như là mắt, mũi, miệng, thì từ đó lây nhiễm sang người lành. Còn dưới đây là các tài liệu mà chúng em đã tham khảo trong quá trình thực hiện cái bài thuyết trình này. Thì bài thuyết trình của chúng em về virus SARS-CoV-2. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người.